Năm nay do Tết dương lịch và âm lịch khá gần nhau nên các doanh nghiệp tập trung thưởng Tết Nguyên đán, dẫn đến thưởng Tết dương lịch giảm chỉ bằng 91% so với năm ngoái, bình quân là 1,24 triệu đồng một người. Tuy nhiên, mức thưởng Tết âm lịch tăng 11%, bình quân khoảng 6,86 triệu đồng một người. Trong đó, mức thưởng Tết bình quân của nhóm doanh nghiệp nhà nước là 6,5 triệu đồng một người, tăng 15%, doanh nghiệp tư nhân khoảng 6,6 triệu đồng một người, tăng 10% và doanh nghiệp FDI có mức thưởng bình quân 7,2 triệu đồng. Ngoài tiền lương, tiền thưởng dịp Tết, tùy theo điều kiện mà các doanh nghiệp còn có các hình thức khác hỗ trợ, chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết truyền thống như tặng giỏ quà, tặng tiền tàu xe về quê đón Tết.